Quá trời rễ rồi. Coi nè, đó, ghê chưa, nhìn ngứa không? Bánh xèo mà chấm nước tương hả? Dạ. Ui, ăn ngon à. Mà nhà hái được mớ bông điên điển, mình vô mình đổ bánh xèo bông điên điển nha cô chú anh chị. Chút giá. Cái bánh này nhân nhiều ha. Chảo này đổ cái bánh nó mỏng á. Củ rau này là ở nhà mình không nè. À, hôm nay mình sẽ ra vườn thu hoạch bông điên điển nha các bạn. Bông điên điển này là loại của Thái nha. Các bạn phân biệt dễ lắm. Cái loại của Thái á, thì cái bông nó lớn hơn, nó có đốm nâu nâu như thế này ha. Còn cái loại của Việt Nam mình á, thì cái bông nó nhỏ hơn mà nó vàng hơn nha các bạn. Nhà mình năm nay trồng cũng được mấy cây bông điên điển. Nói chung là nhà mình mùa nào mình cũng trồng bông điên điển hết trơn á. Điên điển này ở quê mình nó hay trộn với lại cây chuối cây á, làm gỏi chấm với lại nước cá kho, thịt kho ăn ngon lắm. Điên điển Thái là nó lớn hơn các bạn. Nó to muốn gấp đôi cái điên điển Việt Nam mình ha. Cái bông nó thì nó hơi vàng vàng cam cam. Còn điên điển của Việt Nam mình nó thì cái bông nó màu vàng hơn ha. Ở trên đó còn chùm nữa kìa. Mình cắt con đi. Bắt đầu là Ở từ trên đầu đó sắp còn đổ nhỏ lên đó quá, là điên chắc điển nở không? nhiều lắm đó các bạn. Giờ Trên đó đó nó lên còn là bút bút thôi, để đi. Điên điển bắt đầu còn nở nhiều lắm. Năm nay mình ra trễ rồi chứ. Đây là cái trái mà. Đó, cái chùm này là nó hai lúc mà nó mới có đó. Có một chùm mà mình không có hái, thành ra nó ra cái trái dài như thế này luôn nè các bạn. Cái này á, thì mình để già, mình để khô, mình làm giống được ha. Nhưng mà thường á, thì mình mua cây giống mình đến chợ chợ mà của người người Campuchia á các bạn. Mình mua không à, chứ mình không có ôm giống, tại vì ôm giống nó chờ đợi nó lên nó lâu lâu có bông lắm. Rồi vậy là hết rồi hả, điên điển hết rồi hả? Có thôi. Hôm bữa sang cũng hái vô nhà được mớ rồi, hôm nay mình sẽ hái bông điên điển vô. Một là mình nấu canh chua nè, hai là mình đổ bánh xèo nha. Ở quê mình thì điên điển đổ bánh xèo ngon lắm. Các bạn ở đây có ai ăn bông điên điển đổ bánh xèo chưa? Hôm nay cùng gia đình mình hái bông điên điển vô mình đổ bánh xèo nè. Ở trong nhà còn mớ nữa, mớ này nó đủ rồi ha. Này là khổ qua trái tim. Khổ qua trái tim thì thịt nó dày hơn hết các bạn. Cái này nhỏ không được. Cắt được không? Được, trái đó cắt được rồi đó. Mình thử cắt tới. Đó là khổ qua, đó là đừng khổ giống qua. tao cắt đứt cái dây nghe không? Khổ qua Nhật không? nha. Ừ, cái đó đó. Khổ qua trắng của Nhật. Cầm cái trái. Cái này thì mình mua ở tiệm treo thì phải không sao? Hay chưa? Quá. Con trái kia hớt luôn đi, trái kia hớt luôn đi. Đó. Cái gì nữa? Trái dưới đó hớt luôn đi. Đây hả? Không, kia kìa. Đây hả? Trên, ngon trên. Quá đây hả? Ừ. Một xíu. Được còn rồi, non cũng được rồi, hết cũng được rồi. Bông nha nặng đó. Nổi không? Đó đậu rồng cũng có mấy trái cũng hái cũng được rồi đó. Thôi đậu rồng trong nhà mới hái mà. Ở trong nhà còn 8 7 8 trái nhưng chưa ăn. Mình đi ra xa vườn mình thu hoạch khổ qua này là khổ qua Nhật nha các bạn. Khổ qua tiết chứ lộn, sorry. Khổ qua bạch tiết rồi cắt đi mà. Ở trên trước mới là khổ qua trắng của Nhật. Còn khổ qua này là khổ qua bạch tiết nha. Vườn sau mình thì mình trồng được mấy dây khổ qua bạch tiết. Trái nó cũng trắng vậy nè. Giống như khổ qua Nhật vậy đó. Cái này là cái khổ qua khác nữa nè. Khổ qua này cho Ấn Độ quá. Khổ qua Ấn Độ á. Hái luôn đi mẹ, đợi hái đi. Trái này hái không? Hái luôn đi. Trái đó hái cũng được rồi đó. Rồi xong. Trái mướp thấy thương quá. Mấy trái mướp của mình bữa nay nó lủng lẳng thấy thương không? Có hai loại mướp, mướp khía với lại mướp hương. Bông điên điển nhà mình thì hôm nay thu hoạch mùa này rất là nhiều đợt rồi ha. Và năm lần này không biết mình thu hoạch sẽ được bao nhiêu đây. Ớt không hái à? Ớt hấp mình ra lộn hái à? Hái mấy trái, đâu cái nào?
Đây là cái rổ bông thiên lý nè các bạn. Thiên lý nhà mình thì thu hoạch nhiều đợt lắm rồi. Một cái cây trên trên đét còn ớt nữa nha. Hái uổng quá. Uổng gì, không hái nó đâu có luôn cái khác. Quá trời. Rồi, bữa nay mình sẽ hái luôn cái ớt habanero hết các bạn. Cái ớt này cay nha. Màu cam dễ thương không? Còn cái ớt gì mà lại tết á, chưng đã. Rồi, hôm nay mình sẽ hái vô nhà hết luôn nha. Còn xanh quá trời luôn nè. Lấy cái tay. Hái ít ít thôi nè, đừng hái hết. Hái hết không sang? Chính thì cứ hái đi. Vậy thôi, hái hết đi. Chủ vườn kia hái hết đi. Đúng, còn hái ớt đó nữa. Ừ, vậy đó. Nói chứ tôi cắt rồi, tôi cắt hết. Vì hồi quên, không thấy đường cắt nhánh luôn nữa. Còn cái trong nè. Ớt này ở chợ bán cũng 3 đồng mấy một phao á. Cái loại này nó có màu đỏ nữa các bạn. Mà năm nay mình trồng màu cam á, năm rồi mình có trồng màu đỏ. Trái này màu đỏ, màu cam nó chết rồi. Trái này nó còn hơi xanh xanh. À, hơi xanh xanh đỉnh ha. Đây. Giống ớt habanero ha. Cái loại này màu cam nha các bạn. Nó có loại màu đỏ nữa. Cái loại này ớt này cay nè. Mà nó thơm lắm, mình làm nước tương ngon lắm. Tính ra là năm nay cái trái ớt này nó lớn hơn năm rồi á. Rồi trái nó nhỏ hơn. Ừ, mấy cái dâu kìa nó chín. Đấy, lấy mà luôn nha. Ui trời. Rồi bạch tuyết đó, nó chín quá, chín rồi đó. Bạch tuyết ơi. Phải tỉa lá. Rồi bây giờ mình sẽ sang chậu cái cây bông chú rũa nha các bạn. Chú rũa trắng nè. Không biết mùa đông như thế nào nhưng mà mình vẫn sang. Giờ nó ăn rễ xuống dưới đáy luôn rồi. Cây này mình mua ở Nam Cali nè, chị Giang gửi lên. Đó. Quá trời rễ rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ chôn một xuống. Nó đang có bông nè các bạn. Bông này xua đũa trắng ha. Nó yếu hơn một xua đũa đỏ. Trồng nhớ lắp gốc cứng nha các bạn. Đây mình trồng đất thì cũng có gì. Đất Hollandix. Bóc farm này nọ thôi. Không có gì đặc biệt á, bông xua đũa. Trồng như những loại cây ăn trái khác thôi. Mình hết chậu 20 gallon rồi cho nên mình dùng hai cái chậu 10 ha. Này chắc tính ra cũng mua mấy rồi, chúng được 20. Đó, giờ mình ém gốc xuống nè. Mình cái bông rồi nè. Hôm nay không có để ý nó có bông, mình không hay. Ém gốc nó xuống ha. Xong mình cho nó vô nhà kính luôn. Đó. Chứ không phải cho ngoài. Ở ngoài không biết để đâu giờ. Ở ngoài cũng được. Tại mùa này còn ấy mà. Ừ. Để mẹ gốc này được không? Thôi. Mùa đông thì nó cũng chết thôi, nó không tắm nổi. Ham chồng vậy chứ, xô đũa bự bắp dế cũng chết nữa. Rồi, xong. Rồi mình sẽ lặt những cái lá này đi ha. Đó. Đó, à, cách mình sang chậu đi chơi xô đũa ha. Hôm nay buổi sáng gia đình mình ra thu hoạch ớt habanero nè, rồi bông hoa đậu biếc nè, khổ qua. Nhà mình có hai loại khổ, ba loại khổ qua nha. Nhà mình trồng thì có cây ba bốn loại khổ qua chứ. Khổ qua này là khổ qua trái tim nè. Khổ qua này là khổ qua trắng của Nhật ha. Còn hai cái trái khổ qua này là khổ qua bạch tuyết, còn khổ qua này là khổ qua Ấn Độ nha các bạn. Rồi bông thiên lý thì các bạn biết rồi đó, vườn nhà mình trồng bông thiên lý mà thu hoạch cũng nhiều đợt lắm luôn rồi. Đặc biệt là hôm nay mình đã thu hoạch được cái bông, hôm nay mình thu hoạch cái bông này nè, bông điên điển ha.
sáng là hái bông với lại hái ớt rồi cái hít cái mùi mắm này vô nữa cái no thơm quá rồi đây. Rồi hôm nay mình sẽ đổ bánh xèo nha các bạn. Mình dùng cái hiệu bánh xèo Hương Xưa này nè. Rồi mình sẽ đổ với lại bông điên điển ha. Bây giờ mình pha bột bánh xèo trước nha. Trong đây lúc nào nó cũng cho mình gói bột nghệ trong đó. À cái này giống nó đủ. Đây là cái bột Hương Xưa này nó có bột nghệ chỉnh thử nó thì nó để riêng. Cái này mình cũng không có lường nước chính xác được nữa. Rồi nó nói mình cũng phải canh thêm mắt mình nữa. Thêm rau cải. Cà phê đi. Xí muối. Một lít nước cái lon này là 400ml rồi. Còn 600 phải không? Cái này thì mình cứ quậy từ từ ha. Nhiều khi để ngồi bột nó nghỉ ngơi xong rồi nó đặc lại mình cũng cho thêm miếng nước vô hoặc là miếng sữa tươi ha. Nó bỏ bột nghệ chung. Nghe cái bột nó hơi vàng vàng. Mình cho cái lon nước cốt dừa vô. Lon nước cốt dừa này là 400ml nước ha. Trong cái bịch bột thì họ để mình là pha tỷ lệ 1:1. Một lít nước á. Một lon luôn đi mà. Mình có thể pha nước hoặc là sữa tươi nha. Ở đây mình vừa pha nước mà vừa pha sữa tươi vừa nước cốt dừa luôn. Tổng cộng là 1 lít. Nhà mình nó thì không có pha bia nha. Có bạn nói là pha bia bánh xèo nó giòn, nhưng nhà mình nào giờ làm bánh xèo không có pha bia ha. Bánh xèo Hương Xưa này là thấy hình như là có hành khô họ bỏ trong đây luôn ha. Là các bạn mình mà ở cái tiểu bang mà lạnh mà không có hành tươi là trong đây họ có hành khô luôn. Bây giờ thì mình cho nước lạnh vào nè. Ở Việt Nam mình đó là đổ bánh xèo là cái lấy nước giảo á, pha thêm vô luôn. Nước dừa cốt dừa tươi mình có cái nước giảo. Còn đây mình sử dụng dừa lon thì mình không có nước giảo. Rồi mình quậy cho đều lên ha. Rồi mình cho thêm miếng hành lá ha. Hành này nhỏ nhỏ là tại hành nhà mình trồng á các bạn. Hành hương ha. Rồi sau đó thì mình quậy đều lên, mình để đây cho bột nghỉ ngơi tầm khoảng 5 phút ha. Mình cho thêm ít dầu ăn vào ha, để mình chiên cái bánh xèo á, nó ngon. Cho muỗng canh này. Rồi vậy thôi đó, để cho bột nó nghỉ. Rồi trong thời gian chờ đợi bột nghỉ ngơi thì mình đi xào cái phần nhân ha. Nhân của mình hôm nay gồm có thịt với lại tôm. Mình bắt chảo lên mình chuẩn bị xào ha. Cái chảo này là cái chảo chiên bánh xèo mình mua ở bên Việt Nam nè. Chảo này mình thấy chiên bánh xèo ngon lắm các bạn. Rồi. Mình cầm trước thôi. Nó bỏ vô ống thì dắt lên như đó đi. Ồ. Mình cũng dặn cái chút bột nêm vô ha. Con mua lấy cái nào? Nhiều quá. Nhiều lắm. Tôm rồi nè. Mặn luôn rồi có. À, ít cái gì. Có không? Có rồi không có. Hình như là không có.
rồi mình xào lên con thôi. Cũng nên nướng như chút xíu bột lên vô giống như mình xào thịt vậy. Xào những nồi con đi. Đi. Giờ mình chuẩn bị đổ bánh xèo. À, củ sắn, lại bông điên điển với lại cái hành ha. Tôm thịt. Tôm với lại thịt để cho bánh xèo luôn. Cái chảo này là mình đổ là mình không có cần rưới dầu ha. Nhược điểm đó là mình cầm cái quai nó hơi nóng cái tay mình thôi, chứ đổ cái bánh ra nó mỏng mà nó giòn ngon lắm. Nó là ít dầu mỡ. Nãy nhà hái được mớ bông điên điển, mình vô mình đổ bánh xèo bông điên điển nha cô chú anh chị. Củ hành. Chút giá. Cái bánh này nhân nhiều ha. Củ hành nè, giá nè, củ sắn nè, bông điên điển. Rồi đây đi nè. Trời ơi, cô chảo này đổ cái bánh nó mỏng nhìn quá trời luôn. Củ hành nha ha. Oh, chút xíu nhé. Bông điên điển. Củ rau này là ở nhà mình không nè. Xà lách nè. Rau thơm. Rồi mình có thêm mấy loại giáp cá này nè. Loại giáp cá là giáp cá cẩm thạch ha. Ăn nó có vị chua chua nhiều hơn giáp cá bình thường của mình. Rồi rau răm. Tía tô nữa. Rau chua. Mình có thêm cái này nè. Lá cách hết các bạn. Lá cách gói bánh xèo ngon lắm. Thêm thắt tay. Ăn kèm với bánh xèo cũng được luôn. Nhà mình có hai loại ha, loại xanh với loại tím. Cái này mình xào hoặc là mình gỏi cuốn ăn bánh xèo là được hết á, ngon lắm. Ăn nó hơi nhớt nhớt, bùi bùi. Bà ăn bánh xèo không? Bà ăn bánh xèo không? Nè, bà biết ăn rau không? Ngon không? Thank you.
cho nó tơ đầu như này nữa. Bữa nay mình qua qua nước gì nữa. Cái dạ mẹ. Dạ thường ăn bánh xèo không con? Ngày nóng mày mặc đồ đó mát không? Nóng quá. Đâu, mặc thấy nóng thì có mẹ ơi. Mẹ, không có nấm con ơi. Bữa nay lỗ bánh xèo mặn. Bánh xèo tôm thịt chứ không phải bánh xèo chay. Bánh xèo chay mới có nấm. Ồ, cô gái miền Tây ăn bánh xèo nè bà cô chú ơi. Có ăn bông điên điển không? Hả? Sao vậy sao không ăn? Ồ phải cuốn một cái rau nữa đó thường. Ở đây là trang nữ dập cá chưa? Cuốn dập cá vô ăn coi. Dập cá tôm thịt ăn thử coi sao ba chồng đó. Ngon không? Ăn phải cho biết cảm giác cái vị nha, sao buồn nó ra sao? Chưa cuốn, cuốn rồi cuốn dập cá ăn con. Ăn rau đi cho nó ngon ha. Ăn bánh xèo mà không ăn rau. Bình phòng, help me. Con đi học về con đói quá, nội chiên cho con cái bánh xèo con ăn ngon quá chừng ngon luôn. Ăn bánh xèo mà chấm nước tương hả? Dạ. Ui, ăn ngon à. Con kêu ba có gì không? Mì ống gì hỏi mẹ kìa, ba đâu biết. Cái cục sao đè vậy? Cái cục gì? Ăn thử đi, bánh ngon lắm. Cái mày nè, cái mày bơi đó. Con cả nè. Ăn xìa bông đi gì? Ăn gì? Sáng cái gì mà trời ơi. Ăn rồi. Mẹ ơi. Mẹ ăn lại trước đi. Coi nè, đó, người chưa, nhìn ngứa không? Cơm điên điển nha. Em muốn xèo mà có lá cách là ngon. Thôi coi giật giật cái nách không? Coi coi. Coi mẹ cúng nè. Ăn bánh xèo không bảo. Thôi. Rồi video chia sẻ đây xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới. Các bạn xem kênh Ăn Tánh Kali thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một cái like nha. Một cái đăng ký kênh và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh Ăn Tánh Kali phát video lên thì cô chú anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình Ăn Tánh Kali xin kính chúc cô chú anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye.